10 ngày rồi kem cho anh ta, người cho người 20-30 rồi cho ăn gì đó, sang to cho chồng cho con ăn rồi đưa con đi học rồi làm việc nhà cho anh ta nữa. Đồ ăn nó làm được lên cực lắm. Rồi đưa con đi về ngày 2 buổi, rồi lại thấy con chưa có đồ ăn nữa. Ông tính là ông lẹt 2-3 năm rồi còn chịu đựng được nữa. Rồi bỏ anh sao, vợ chồng sao mà bỏ được. Gắng cho con đi học đi, chị mình gắng được. Cái mình cực gì cực cho con nó biết chữ, mình không biết đâu. Rồi cái tay gung như vậy ha. Ở sao em thấy cái ngón út hình như bị đứt lâu rồi. Bị đứt cái ngón út hả? Rồi cái đó là lúc đó là trước là bị gì anh chị? Cắt lúa. Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến xin đưa cô chú anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh gia đình. Đó là gia đình của anh Sapo và chị là chị Hên. Hai vợ chồng thì có 2 đứa con và 2 bé thì còn rất là nhỏ. Cái khó khăn của gia đình đó là do anh Sapo mấy năm về trước anh đi làm và trên đường làm thì bị tai nạn xe. Cho nên bây giờ là coi như anh chỉ ở một chỗ thôi, là Yến có nghe nói là cái phần lưng, phần xương sống của anh á là bây giờ là không có di chuyển làm nặng được, cho nên là không có lao động. Bây giờ hiện tại lao động chính ở trong nhà lại trở thành là chị vợ là chị Hên. Thì chị bình thường là chị cũng đi làm giúp việc nhà cho người ta, rửa chén, giặt đồ, của như ai mướn gì cũng làm hết trơn á, để có tiền vừa lo cho chồng bị bệnh và vừa lo cho 2 đứa con còn nhỏ nữa, rất là khó khăn luôn. Và nhà cửa thì nhà là nhà lá, vách lá hai bên, cho nên là cũng suy sụp, cũng xuống cấp, rất là khó khăn. Mưa tới thì cũng bị dột, và hiện tại là cô chú anh chị thấy mấy ngày nay là đang mưa bão nè, cho nên nó là mưa gió rất là dữ. Thì hôm nay Yến đến thăm hoàn cảnh gia đình thì Yến cũng có nhận được thêm sự giúp đỡ của cô chú Mạnh Thường Quân, giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình, số tiền là 3.700.000 đồng. Thì trong đó là có ông bà Sang Lý Châu ở Calgary, Canada gửi tặng 500.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Ngọc Hân ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng, chú Trinh Quách ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, bà Nguyễn Thị Cát ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, hai cháu Phước An Phước Nhã ở Mỹ gửi tặng 300.000 đồng, ông bà Lý Thuyên Cang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, cô Hữu Sang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, anh Jackie Sang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, anh Peter Sang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, tổng số tiền là 3.700.000 đồng. Dạ, Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào thăm hoàn cảnh gia đình của anh Sapo với lại chị Hên, để mình trò chuyện và mình nghe qua hoàn cảnh của gia đình nha cô chú anh chị. Đây là cũng là một cái hoàn cảnh rất là thương tâm, rất là khổ. Dạ. Nhà ở trước nhà là bị ngập nước nè cô chú anh chị. Dạ. Dạ con, em chào chị. Chào em. Chào con, giỏi quá. Dạ em chào anh. Dạ, chị là chị Hên á. Anh Bô Sa. Anh Bô Sa. Dạ rồi. Anh chị lại đây ngồi đi ha. Mình trò chuyện chút xíu nha anh chị. Dạ. Chị Bô Sa, chị Hên. Chị Hên là năm nay là nhiêu tuổi rồi chị? 42. 42. Anh nhiêu tuổi? Anh 41. Anh 41 ha. Dạ. Thì hai chồng là tổng cộng mấy đứa? Hai đứa. Đây một đứa, còn đứa nữa đâu chị? Đứa nó đi đâu rồi? Đi dùm mua đồ cho anh ta rồi. Một đứa lớn thì đi mua đồ rồi. Dạ. Dạ, nay là nhỏ hay lớn nha? Nhỏ, 4 tuổi. 4 tuổi. Bé kia lớn nha, lớn kia là có đi học không? 9 tuổi có. Dạ, 9 tuổi có đi học. Năm nay học lớp mấy rồi chị? Nó ở lại không có ai đưa nó đi học. Năm nay đưa đi học lớp 1. Không có ai đưa đi học cho nên là học giống như bị trễ lại với người ta. Lớp 9 mà mới có học lớp 1 thôi. Dạ. Em có nghe nói lúc trước là anh Busa là có bị tai nạn. Bây giờ là hiện tại là cái tình trạng là sao? Ông tùy cỏ với nhức lưng đâu có làm được. Ở nhà tôi đi giặt đồ cho anh ta, rồi đưa con đi học. Rồi ông ở nhà dùng quét chút chút vậy đó. Nào làm không kịp thì ông giúp được chút chút. Anh Busa là lúc trước mình bị tai nạn là bị cái đó là bị tai nạn gì? Bị té xe, bị tị cổ. Bị té xe.
Rồi cái bị tỉ cổ, tỉ cổ đó là bác sĩ nói mình bị hay sao? Bác sĩ nói đi bệnh viện tới Cần Thơ á. Đi bệnh viện ở Cần Thơ. Rồi bác sĩ nói là mình bị tỉ cổ, là té xe, là lúc đó té là bị ảnh hưởng vô cái phần cổ với lại ngay tủy. Tủy là ngay lưng ở đây luôn. À cho nên bây giờ là cái coi như là ngồi là cũng phải dựa vậy ha anh chị ha. Rồi mình có đi ở trong nhà đi chậm chậm được không? Đi được, đi ra vô từ từ được. À đi ra vô đi chậm chậm từ từ thì được. Rồi cỡ phần chân của mình thì bị như sao anh? Tê hai cái giò, duy nhất hai cái đầu gối. À tê duy nhất đầu gối. Còn lưng là giống như là bị về cái tủy rồi. Tủy chịu không nổi luôn á. Tủy nhất chịu không nổi luôn. Dạ, rồi bị cái đó là bị bao lâu rồi anh? Bị 8 năm rồi đó. Bị 8 năm nay rồi. Dạ, lúc trước là mình bị tai nạn xe ha. Dạ, rồi khi mà mình bị như vậy đó thì nhà cho em ngồi cái nha. Dạ, khi mà mình bị như vậy đó thì lúc trước bị là giống như cái bên mà cái đó là ai đụng ai có lỗi, bên nào có lỗi? Bên ta cái bên kia ta đụng mình người ta có lỗi. À bên kia người ta đụng mình người ta có lỗi. Nhưng mà rồi người ta có lỗi vậy rồi có bồi thường gì hay là hỗ trợ gì cho mình không? Cho được anh chịu qua. Ủa sao người ta cho nghèo hơn, thấy từ nghiệp ta. À người ta nghèo quá cho nên người ta chỉ cho mình có 1 triệu thôi. Dạ. Cũng sao? Cũng khổ, bên nào cũng khổ hết. Cũng khổ. Dạ. Dạ. Rồi đợt đó là điều trị là mình phải đi Cần Thơ để điều trị. Cần Thơ đó hết mấy tháng. Ở trên Cần Thơ hết mấy tháng rồi lúc. Rồi xuống Sóc Trăng hơn 1 tháng nữa. À. Ở Cần Thơ 2 tháng, rồi xuống Sóc Trăng thêm 1 tháng nữa. Rồi lúc đó là bị như vậy rồi cái người ta đền có 1 triệu rồi chi phí đâu mà mình làm. Dây vốn người ta cho người 500, 200 gì đó. Rồi một đồ ăn, rồi dây tiền ta, rồi dây tiền nhà nước, rồi lấy tiền góp. Là coi như vừa dây rồi vừa dây nhà nước, dây ở ngoài, dây sớm rồi ta cho người mới. Rồi có người thì người ta cũng thương, người ta cho được vài trăm ngàn nữa. Rồi gom góp lại. Rồi tới bây giờ là mình trả hết cái phần nợ đó chưa chị? Còn 1 triệu, 2 triệu, rồi nhà nước còn 2 triệu. Rồi dây tiền ta người 2 triệu, 1 triệu. Ở ngoài thì thiếu một người, thiếu người 1 triệu, người 2 triệu. Rồi nhà nước thì còn thiếu lại 2 triệu. Ta không cho dây đợt nhiều đó bởi vì không có gì trả. Rồi anh bô xa là từ cái ngày mà mình bị tai nạn tới bây giờ đó là coi như là đâu có lao động gì, đâu có đi làm gì được đâu đúng không anh? Không có làm gì được, ở nhà không ra vô gì. Chỉ ra vô đi chậm chậm đồ phụ một chút việc nhà với vợ đúng thì quét, được thôi. Quét nhà chút đỉnh được, làm nặng không được. Phụ quét nhà chút đỉnh thì được, chứ làm nặng thì không có được. Nha, rồi coi như là ở nhà thôi. Nhưng mà trước khi bị tai nạn là anh làm công việc gì? Hồi trước đó làm hồ. Hồi trước là đi làm hồ cho người ta. Dạ, rồi từ ngày mà bị tới giờ là coi như một chỗ thôi. Chỉ có một mình là chị Hên, là chị đi làm thôi. Nãy chị nói công việc của chị là sao? Giặt đồ, lau nhà, rồi gọi kem thì ai làm chị thì làm đấy. Kiểu giống như mình đi giúp việc nhà cho người ta ha. Rồi đi giặt đồ cho người ta. Rồi làm cái đó là có mỗi ngày không chị? Mỗi ngày gọi kem cho người ta, người cho người 20-30 rồi cho ăn gì đó. Sang to cho chồng cho con ăn rồi đưa con đi học rồi làm việc nhà cho anh ta nữa. Coi như là người ta cho nguyên nhà luôn hả? Người ta cho tô cơm. Cho bún đó, giúp rồi chén bún cho anh ta, ta cho con to chồng to vậy đó. Ví dụ đi lại rửa chén cho anh ta hay giặt đồ gì cho anh ta đó. Là anh ta cho người tô tô, chồng tô con tô, rồi mấy vợ chồng rồi ăn ha, rồi đi làm rồi cái chưa về cái cũng đưa rước con đi học. Con đi học. Rồi cái đó là nãy chị nói là làm một ngày được một công việc chỉ 20-30 ngàn hả? Rồi chén thì ta cho ăn rồi cho to 50 ngàn. Rửa chén là cho 50, rồi giặt đồ thì giặt nhiêu? Giặt đồ bên kia thì ta cho 100. Giặt đồ cho 100, giặt đồ nhiều không mà sao cho nhiều 100 vậy? Làm một ngày đưa nó đi học rồi lại làm tiếp nữa. Là làm nguyên ngày luôn, là giặt đồ nguyên ngày luôn. Nhà bên kia đó. Bên đó là người ta giống như mướn giặt đồ nhiều ha. Là giặt tay hả chị hả? Giặt tay là giặt một ngày rất nhiều đồ, giặt giống như 2 buổi luôn. 2 buổi. Cho nên ngày được 100 ngàn, còn rửa chén thì được 50 ngàn. Nói chung là người ta ở trong nhà người ta có đám hay là có gì không mà sao người ta cho ta giật kiều, ta không có ai dùng phủ đó. Nói chung nhà người ta cũng khá cho nên người ta cũng cho mình. Mình ta cho. Rồi bây giờ là coi như là 8 năm nay là chủ yếu là chị Hên là đi làm thôi. Là để vừa nuôi chồng vừa nuôi con.
Rồi bây giờ hiện tại là cái nãy em thấy hình như cái tay của anh làm như nó gung gung hả anh hả? Cái tay bên cái tay bị gung là mình cầm nắm đồ giống như cầm mấy cái này kia rồi được không anh? Được mà gung cái tay này không được, như cái tay như gung. À cái một cái tay này là không gung. À nhưng mà cái tay bên kia thì gung. Hồi nãy em nhìn từ xa em thấy làm như cầm đồ rồi là bị gung quá chừng luôn ha. Dạ. Rồi coi như là bị vậy đó, là mỗi ngày mỗi tháng gì đó cũng uống thuốc hay gì không anh? Uống thuốc không ạ. Uống thuốc hả? Thuốc đó là sao anh, ở đâu mình uống thuốc bị chị sao? Cái chị đau lưng nó bớt, nó đỡ đau, uống nó đỡ đau thôi. À. Đỡ đau đỡ nhất. À giống như thuốc giảm đau thôi. Đau thôi. À, cái đó là mình đi bác sĩ cho to hay là mình tự mua? Mình tự mua. Mình tự mua hả? Rồi tự mua rồi thuốc đâu có đúng cái bệnh uống đâu. Nó giảm đau, chúng tôi hết thuốc rồi nó đau nữa. Uống cái đó phải uống mỗi ngày hay sao? Uống mỗi ngày. Uống mỗi ngày là coi như 8 năm nay ngày nào cũng phải uống hết. Uống ngày 2 cữ, sáng chiều. Uống ngày 2 cữ, sáng chiều. Mà bây giờ là từ lúc mà bị bệnh tới giờ là lúc mà ở bệnh viện ở Cần Thơ 2 tháng, ở Sóc Trăng 1 tháng. Rồi sau đó mình có đi lên tái khám lần nữa không? Không có đi nữa. Tại sao? Vì không có tiền đi. Không có khả năng rồi nên không có chi phí để mình đi tái khám tiếp ha. Dạ. Nằm ở nhà gì không luôn, bây giờ luôn. Nằm ở nhà không tới bây giờ luôn. Dạ. Chỉ mua thuốc uống thôi ha. Dạ. Coi như là đau thì ghi ra tiệm rồi mua thuốc rồi uống đỡ vậy. Có tiền thì mua cho ông uống 2 ngày, và nào không có tiền thì uống 1 ngày 10 ngàn vậy đó. Rồi cái ngày nào mà không có tiền thì coi như chịu trận. Chịu đau nhất vậy. Ngày con đi học, đồ ăn. Đồ ăn nó làm mình lên cực lắm. Rồi đưa con đi về ngày 2 buổi. Rồi lại thấy con chưa có đồ ăn nữa. Em cũng biết là bây giờ đi cầu lần đàn ông, đi ông nội nó cầu tiêu á. Đây là lần thầy dựng cho ông đi. Đi vệ sinh gì á là ảnh không có đi một mình được, là chị giống như phải chạy về để đưa ảnh đi vệ sinh. Miễn sao là có cầu tiêu đầy đủ cho ổng là tôi khỏe. Đây lần đầu 11 ta cất nhà không có cho cầu tiêu nữa. Em cũng biết. Lúc trước thì có 2 vợ chồng đi làm còn đỡ, bây giờ thì coi như là một mình chị. Cũng lo cho chồng lo con, là nào là lo sinh hoạt ăn uống rồi phải đi ra ngoài kiếm tiền nữa. Một mình cũng rất là khổ đúng không, nhưng mà em cũng rất là thương chị, mặc dù như vậy vẫn không có bỏ đi, vẫn ở đây lo cho chồng cho con. Rất là thương chồng hơn con ha. Ông tính là ông lẹt 2-3 năm rồi còn chịu đựng được nữa. Rồi bỏ sao vợ chồng sao mà bỏ được. Có con rồi. Đúng rồi. Đó rồi cũng thương con hơn cho thương chồng nữa đúng không chị ha. Mà bây giờ một mình thì cũng cực khổ, tại vì phải đưa chồng đồ đi vệ sinh rồi đi làm. Mà bây giờ con thì 2 đứa còn quá nhỏ, đi học rồi chị còn phải đưa đi nữa, đưa rước về nữa. Rồi chạy xe, bữa nào thì đuổi xe thì đi chạy giờ đó. Chạy xe đập á. Bữa nào xe nó hư à, đi bấm nửa đường thì ta vô học rồi. Thì thầy giáo thấy nghèo quá, mua tập, mua quần áo, rồi cho gạo nữa. Ta thấy tụi nghiệp ta lại chơi đó, ta nói gắng cho con đi học đi. Chị mình gắng được. Cái mình cực gì cực cho con nó biết chữ, mình không biết đâu. Thấy thương quá. Rồi hồi xưa 2 vợ chồng có được đi học không? Không, tôi mụ chữ, không có biết đi, không đi học. 2 vợ chồng anh số 3, anh số 4 có biết còn lúc trước có đi học không? Có, đi học được lớp 5. Anh thì đi học lớp 5, mà chị thì coi như mù chữ, không biết gì hết luôn. Cho nên giờ này gán lo cho con học, mặc dù là rất là khổ luôn. Rồi lúc trước mà bé nó ở lại là tại vì giống như mình lo đi làm, không có thời gian đưa rước phải không? Đưa nó đi học được, lo đi làm. Rồi lại chạy giờ không có ai lo sang sóc cho nó nữa. Vậy đó. Đúng rồi, nó ở lại 1 năm rồi đó. Em cũng hiểu, cũng thông cảm, tại vì một mình chị không thể nào mà săn hết được mọi công việc hết trơn á, đủ thứ chuyện nào là đi ra ngoài giặt đồ, rửa chén cho người ta, rồi giờ về lo đi cho anh cho ông, đưa con đi học rồi cơm nước đồ này nọ.
Rồi bây giờ là cái tiền mỗi ngày làm vậy đó, thì là mỗi ngày là ăn uống rồi thuốc thang. Dạ. À, rồi rồi bây giờ không có dự tính là đưa ảnh đi tái khám gì hả? Có tiền ở đâu? Dạ. Không đủ ăn nữa. Rồi bữa nào con nó bệnh thì mua thuốc cảm nóng cho nó uống. Có tiền đâu cho nó đi bác sĩ. Yeah. Bữa kia thằng này nó lên họp, nó chị đem đi nó bệnh viện nó có tiền đâu. Có tiền phải đại có 100, 200 ngàn nữa. Có tiền ở đâu. Yeah. Rồi hai đứa nhỏ là đi học, nãy chị nói là thầy giáo, đứa lớn đi học thôi. Yeah. Đứa nhỏ chưa tới tuổi. Yeah. Yeah. Thì thầy giáo nói thầy giáo là cho tập vở, sách vở nha. Yeah. Rồi cho... còn tiền này kia học phí rồi sao con? Ta miễn phí. À tiền thì ta miễn phí cho mình ha. Nhà mình cũng đỡ khổ phần đó. Chúng ta vậy cô giáo dùng nói, mình có cần nghèo đó cô giáo dùng nói tên này khổ lắm. Dạ. À, có nhà cô nói giùm ha. Dạ. Dạ. Cô nói giùm. Dạ. Coi như nhà thì ở trước em vô em thấy cái sân trước làm như nước nó ngập quá hả? Bên đó tới nhà luôn á. Vô trong đây luôn hả chị? Dạ. Lấy gì chùi chùi ở sau luôn, nước ngập luôn á. Dạ. Mưa lại ngập. Nhà này lúc trước là của người ta xây cho mình hay tình sao? Tình thương bên thập đỏ nó cho 10 triệu. À. Rồi dây nhà nước được 8 triệu. À. Bây giờ còn 2 triệu nữa. À. Rồi người ta lại tè đòi hoài rồi có tiền ở đâu. À. À, bên thập đỏ cho 10 triệu. À, bên phải dây thêm nhà nước thêm 8 triệu nữa là 18 triệu để xây. Mà bây giờ vẫn còn thiếu 2 triệu chưa có tiền trả. Chưa 2 triệu rồi không có cửa nữa. Thì mưa lại thấy không? Nó tạt quá. Ông này đâu có lên được. Chị mình ơn. Mình non leo lên luôn. Lên trời ơi. Kêu ta dùng tiếp đưa lên giùm. Tiếp đưa lên. Chị là leo lên chảnh là ấy luôn. Kêu ta đừng ông lại ta dùng phụ đó. Kêu nó tạt. Dạ. Bây giờ dẫn em đi vòng vòng coi thử được không hả? Dạ chị dẫn em đi coi ha. Ở trước em vô em thấy được cái vách tường, em tính đâu nhà tường không à? Có đâu. Gốc cuộc ở dưới nước ngập tùm lum nè. Dạ. Tôi mua cái này cho có cầu không có tiền. Cái này người ta cho nữa đó. Người ta cho cái bồn này để mà muốn làm cầu là có cầu phải không? Cho ổn đi. Dạ. Được cái vách tường, mà vách tường ở mặt tiền là cũng không có tô luôn chứ anh chị. Cửa cũng không có cửa luôn, coi như là mưa như là bay hẳn vô nhà hết. Dạ. Mình dẫn em dẫn em ra sau ha. Dạ. Ở đây hai bên là vách lá. Dạ. Bên đây cũng vách lá, coi như là được cái mặt tiền bằng gạch thôi, mà gạch này là gạch không tô, còn hai bên là vách lá hết. Đó. Mà cô chú anh chị thấy lá là cũng hả hở trước hở sau hết rồi, bây giờ phải treo cái miếng bạc ở bên ngoài nè. Đó. Đó. Treo miếng bạc ở bên ngoài đó, mấy cái đòn tay á thì cái trên nó là cái tôn đó là tôn xi măng. Nhưng mà được mà cái đòn tay á là dạng đòn tay bằng cây á, cô chú anh chị thấy nó đen thui nó mục hết trơn vậy đó. Dạ. Cái này ta cho rồi hư nữa. Tivi được người ta cho luôn mà hư nữa. Con nó đòi coi đâu hư hết á. Dạ. Dẫn em ra sau hả chị ha. Dạ. Đây cái này giống như là cái phòng nhớ phải không? Cái phòng cho của họ nó ngủ. À mấy đứa nhỏ ngủ trong phòng này. Anh chị ngủ ngoài kia. Ở ngoài đó. Dạ. Đây là cái phòng. Cái phòng thì chỉ là dăng cái miếng vải màn vậy thôi cô chú anh chị, chứ cũng không có dắt gì hết trơn á. Dạ. Đây có cái miếng vải vậy thôi à. Trên đây là coi như gấp hết rồi cô chú anh chị. Lá là gấp hết rồi, chỉ còn có cái miếng cao su ở ngoài che vô cho nó đỡ dột thôi. Dạ. Bên đây là bếp ha. Má chồng cho bếp ga không có củi đó. Dạ. Má chồng cho ha. Má chồng cho. Dạ. Lắm. Nhà tới đây là hết rồi hả chị? Hết rồi, tới đây là hết rồi. Dạ rồi vậy nhà vệ sinh rồi sao? Vệ sinh á. Rồi cha Minh ấy rồi ổng đó, đi sợ té đó, chị cầm cho nó đó, ổ cầm cho ổng đi đó. Mỗi lần là đi vệ sinh là phải đi ké bên cái cầu của nhà người ta ở bên kia á, cô chú anh chị, là chị phải dẫn ảnh đi qua cái bển. Mà cô chú anh chị thấy cái đường đất nè, đó, lội qua cái bên bển mà phải dìu ảnh nữa, rất là cực luôn. Mưa một cái ở đây là nó ngập. Cái mưa lại là chị khổ luôn á. Mưa một cái là coi như cô chú anh chị hãy tưởng tượng bây giờ là đang khô một chút rồi đó, mà mưa một cái thì nguyên cái nền đất này ngập. Mà phải đỡ ảnh đi ra cái bển rồi để đi vệ sinh. Rửa chén ở đây. Dạ. Rồi nước là mình xài nước sao chị? Xài nước sắp qua bên kia kìa, qua dòng á. Ở bên đó nhà đó có cái giếng á ha. Nhà của ta đó. À. Ta cho xài, ta thấy mình không có, ta cho xài. Nhưng mà ở đây gạo lại rồi mình đi vô sao chị? Đường trước á.
À mình đi đường trước đi vòng vô nè. À vậy mỗi lần sắp là phải đi vòng một cái vòng như nè, chứ không phải là đi thẳng tới cái giếng đó mà lấy nước đâu. Nha, phải chia ở đây mình có cái lối đi là cũng đỡ cực ha. Nha. Trời ơi, nước ngập rồi nè cô chú anh chị. Nha. Nó chị vô trước ha. Dạ. Dạ. Đó, cô chú anh chị thấy không? Có xe đạp nó chở nó đi học bây giờ hư rồi. À, cái xe đạp này là để chở nhỏ đi học đó ha. Bây giờ là hư rồi ha. Dạ. Khổ quá chừng luôn. Cô chú anh chị. Nền là nền đất nè mà lõm chõm nè, vô mùa mưa là nước nó sẽ úng lại ngay cái trên cái nền này, rất là trơn, mà anh thì đi đứng không có vững nữa mà bị nước như vậy nó sẽ trơn lắm cô chú anh chị. Đó, dạ mình đi trước đi chị. À, cô chú anh chị, cái chân của anh thì đi rất là yếu, mà đi đứng ở trong nhà thì cái nền đất mà bị nước như mưa tới thì nước nó sẽ tạt vô đây, cho nên là cái nền nhà ẩm ướt. Thì mỗi lần đi là chị đều như là dìu ảnh đi, mà đi vệ sinh thì đi ra tới mà bên kia đó cô chú anh chị thấy cũng rất là xa, mà trời nắng trời khô nó còn đỡ, mà mưa thì khó đi lắm. À, mà cái tay của anh thì lại không cứng nữa. Đó, anh thử giơ cái tay anh lên thử giùm em ha, cái tay bên tay anh chị ạ. À, đó dạ. Rồi cái tay gung như vậy ha. Ở sao em thấy cái ngón út hình như bị đứt lâu rồi. Bị đứt cái ngón út hả? À, cái đó là lúc đó là trước là bị gì anh chị? Cắt lúa. Bị cắt lúa. Bị cắt lúa rồi bị đứt ngón tay luôn. Rồi nguy hiểm vậy. Cắt lúa có đứt cái chốt của mà ta để bác sĩ nói cắt bỏ đấy, cần dơ cái chốt à. À, bị cắt một chút xíu thôi nhưng mà đi bác sĩ thì người ta bắt phải cắt luôn. À, sao không giữ lại được hả chị? Không giữ được có đứt cười. Còn cái tay bên đây anh dơ lên thử là được không ha? À cái tay bên đây thì dơ bình thường luôn ha. Dạ, nhưng mà cái tay bên kia dơ thì nó rung luôn. Dạ. À, nó cầm đồ thì cầm cũng được nhưng mà bị rung hả? À cầm là cầm tay phải thôi, còn tay trái là không cầm được. Dạ. Có sức không anh? Nó có sức không? Cái tay trái có sức không? Cái tay trái bên kia không á. Rồi tay trái bên kia cũng không có sức luôn. À, như là chỉ ngồi một chỗ vậy thôi ha. Dạ. À, mỗi ngày là phụ giống như phụ chỉ trong nhà quét cửa rồi. Rồi dùng coi thằng nhỏ đó. Rồi chị sang sẽ 5 giờ 4 giờ đây rồi. Đi dùng tiếp rửa thịt rửa rau cho anh ta đó. 4-5 giờ sáng là chị đi rồi ha, đi làm rồi, đi để lựa rau lựa đồ cho anh ta. Dạ khổ quá. À, hiện tại giờ bây giờ gia đình mình là khó khăn nhất là về cái phần mà như thuốc thang đồ cho ảnh uống hay sao chị? Chừng nào có tiền thì mua cho ổng, không có tiền thì ổng phải chịu rồi. Biết sao được canh trăm mấy mua đồ ăn cho con đi học. Rồi mua đường mua gì nữa. Chừng nào dư á mua thuốc cho ổng uống. Có bữa nào mà người ta không mướn mình làm không, hay là ngày nào cũng mướn? Người ta bán bún mà. À, người ta bán bún cho nên ngày nào người ta cũng kêu mình làm hết ha. Cháu, cô chào cô. À, giỏi con vô. Này là con gái lớn của chị đó ha. À, rồi con ngồi đi con. À, con tên gì con? Con tên Ngân. Con tên Ngân. Rồi con có được đi học không con? Dạ có. À, rồi con năm nay con học lớp mấy? Dạ con học lớp 1. À, học lớp 1 ha. Rồi mỗi ngày là đi học là mẹ đưa đi hả con hả? Dạ. À, mai mốt gán học nha con ha. Dạ. Gán học ở nhà có gì phụ ba phụ mẹ nha. Dạ. À, mẹ đi làm rất là cực. Dạ. À, thì hôm nay em đến thăm hoàn cảnh gia đình mình. Dạ. Thì em có nghe qua chia sẻ gia đình mình cũng rất là khó khăn. Anh thì bị tai nạn xe cho nên là không có lao động được. Dạ. Còn phải uống thuốc đồ này nọ. Rồi chị thì coi như bây giờ hiện tại thành lao động chính của gia đình. Dạ. Dạ, đi làm mỗi ngày là đi giống như đi rửa chén giặt đồ cho người ta ha. Dạ. Rồi hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, nhà cửa thì lại nhà lá cũng dột tới dột lui nữa. À, hôm nay em đến thăm gia đình mình thì em có mang theo quà của Mạnh Thường Quân gửi tặng giúp đỡ cho gia đình mình nha. Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mình số tiền là 3.700.000 đồng. Em xin thay mặt Mạnh Thường Quân xin gửi tặng số tiền 3.700.000 cho anh chị. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Nhận được số tiền này chị có mừng không? Mừng lắm, mừng cho con đi học rồi mới thuốc cho chồng uống. Đỡ khổ mới mới thuốc cho chồng uống. Thôi cho con đi học. Đỡ khổ mới ha chị ha. Thôi mình lấy tiền để mình trang trải ăn uống đồ này nọ rồi với cho ảnh uống thuốc với cho bé rồi đi học ha. Dạ rồi, nhưng mà chỗ nào có dột mình mua thêm miếng cao su mình che lại cho nó đỡ dột nha chị ha. Dạ rồi. Thì em cũng biết hoàn cảnh gia đình mình á, hai vợ chồng cũng rất là khó khăn. Anh thì em biết là cũng như một mình cũng
không có làm được công việc, cho nên mình cũng cảm thấy rất là buồn, đúng không anh? Đó, buồn, thế làm không được. Thế người ta đi làm, mình làm không buồn, buồn lắm, không đi làm không được như vậy. Thấy người ta đi làm được mà mình thì không có đi được, mà mình phải ngồi chỗ rồi đợi vợ lo nữa, cho nên rất là buồn, đúng không anh? Thôi mình cũng gán hành ha. Giờ hiện tại là chị cũng rất là thương gia đình mình, hai đứa con nữa, cho nên mình cũng cố gắng đi ha. Hy vọng một cái kỳ tích nào xuất hiện để có thể giúp đỡ cho gia đình của mình ha chị, anh chị ha. Cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi gán lo cho cả nhà nha chị ha. Cảm ơn bạn Thị Vân nhiều lắm. Mừng lắm. Rồi cô lấy số tiền này mình trang trải ha. Đây là 3,7 triệu là chị coi lại coi đủ 3,7 triệu không? Cảm ơn nhiều quá. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi Hiển có vào thăm hoàn cảnh gia đình là của anh Sapo với lại chị Hên. Qua chia sẻ thì cô chú anh chị thấy đó, bây giờ là anh nó là bị tai nạn xe 8 năm nay. Coi như là một mình chị Hên đó, là chị vừa đi làm rồi chị vừa lo cho anh và lo cho hai con nữa. Thì cái tai nạn của anh nó làm cho cái phần tủy của anh, xương sống của anh đó, là bị đau nhất. Anh nói là bị gãy cổ và bị cái bác sĩ thì báo là bị cổ tủy cổ. Cho nên là bây giờ cái phần trên của anh giống như là rất là khó di chuyển và thường xuyên đau nhất, không uống thuốc mà chịu không nổi. Còn hai chân thì cứ tê suốt luôn, cho nên là đi đứng cũng rất là khó khăn. Đi thì chị anh nói là chỉ đi chậm chậm được ở trong nhà thôi. Và cái tay bên trái thì cũng bị gung nữa, cầm nắm thì không có sức, nó rất là khổ luôn. Thì cái việc mà anh ở trong nhà thì chỉ đi lại tới lui được chậm chậm thôi, nhưng mà đi vệ sinh thì cũng phải nhờ có chị Hên phải lo cho anh. Rồi chị Hên đó là hằng ngày là giống như chị đi tiếp người ta rửa chén giặt đồ, thì chia tiền được 100 hay là vài chục ngàn để phụ giúp lo cho gia đình. Hai đứa con thì cũng còn tuổi rất là nhỏ, cho nên là cũng không có phụ giúp được nhiều cho gia đình. Thì và hơn nữa là nhà cửa của chú anh chị thấy đó, vô mùa mưa là nhà đây là hai bên là dách lá, lá thì cũng đã siêu quẹo rồi, cho nên nó mưa tới là dột nó tùm lum hết trơn, rất là khổ của chú anh chị. Yến thấy chị cũng rất là thương, mà thấy anh cũng càng thấy thương nữa. Anh nói là Yến biết là anh thấy vợ với con như vậy anh cũng thương lắm, anh cũng muốn được đi làm lắm, nhưng mà giống như là bị bất lực, cho nên là anh rất là buồn, thấy anh khóc mà thấy thương luôn. Và chị cũng vậy nữa, một mình chị thì rất là cực khổ, vừa lo cho chồng vừa cho con, lo đủ thứ hết trơn á. Thì hôm nay Yến đến thăm và trao cái số tiền của chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì gia đình rất là mừng, có thể phần nào có thể trang trải được. Xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất nhiều, và Yến cũng mong có thể nhận được thêm sự giúp đỡ từ Mạnh Thường Quân và giúp đỡ cho gia đình của anh chị. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.